Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Jin và mình chụp ảnh phim. Trong video hôm nay mình muốn gửi đến các bạn một số tips and tricks trong nhiếp ảnh phim mà mình nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn. Đây là những tips mà mình đã học được trong quá trình chụp ảnh phim của bản thân cũng như là học hỏi thêm từ những photographer khác ở trên YouTube. Cũng muốn nói thêm là có thể một số bạn đã biết những tips này rồi, tuy nhiên là mình cũng muốn chia sẻ đến những bạn khác chưa biết hoặc là những bạn mới bắt đầu chơi máy phim. Hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích và đừng quên cho mình một like cũng như là subscribe channel ủng hộ mình nha. So without further ado, let's get right into it. Tip number one. Đây là một tip mà mình đã học được sau khi mà máy ảnh của mình gặp sự cố trong một buổi chụp. Nhưng mà nhờ có những sự cố đó mà mình mới có cái tip để chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì giả sử như là các bạn đang trong một buổi chụp và chúng ta đã chụp được một số ảnh, ví dụ như 15 tấm chẳng hạn, và đột nhiên thì máy chúng ta gặp vấn đề, thì vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ làm gì với cuộn phim đang chụp dang dở đó? Có thể là bạn sẽ unload phim như bình thường và đem cuộn phim đó đi rửa. Nhưng mà mình thấy trường hợp này khá là lãng phí, bởi vì chúng ta chỉ mới chụp được 15 trên chẳng hạn, ví dụ như các bạn load vào máy 36 thì chúng ta chỉ chụp được 15 trên 36 tấm thôi. Khi mà chúng ta đem cuộn phim đó đi rửa thì chúng ta sẽ mất thêm chi phí rửa phim nữa, thì đổi lại chúng ta chỉ được 15 tấm ảnh. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ bỏ luôn cuộn phim đó, thì chúng ta phải chấp nhận là bỏ luôn hình mà chúng ta vừa chụp. So good news là các bạn không cần đem đi rửa, chỉ lấy được 15 tấm phim, cũng không cần bỏ luôn cuộn phim đó, mà chúng ta sẽ có thể dùng lại cuộn phim đó cho lần chụp sau. Tip này mình học được khi mà mình mang máy đi sửa với một cuộn phim đang chụp dang dở trong máy, thì chú sửa máy đã chỉ cho mình cái cách để mà có thể sử dụng cái cuộn phim đang chụp dang dở đó vào lần chụp sau. Thì rất là đơn giản, đầu tiên chúng ta chỉ cần unload cuộn phim lại như bình thường, như là chúng ta đã hoàn thành hết cuộn phim, mình unload cuộn phim và lấy cuộn phim ra. Nhưng mà bước quan trọng tiếp theo các bạn lưu ý giúp mình là các bạn note lại ở trên vỏ hộp. Ví dụ như mình dùng hộp nhựa thì mình note lại ở trên cái vỏ hộp nhựa đó số tấm mà các bạn đã chụp. Các bạn đã chụp tới tấm bao nhiêu? Ví dụ mình đã chụp được 15 tấm thì mình note 15 vào, để lần sau khi mà mình load cái cuộn phim đó vào mình chụp tiếp thì mình nhớ là mình đã chụp tới tấm bao nhiêu. Lần sau khi mà chúng ta chụp ảnh thì các bạn chỉ cần load cái cuộn phim đang chụp dang dở đó vào bình thường. Và chúng ta cần làm một cái bước là chúng ta sẽ dùng lens cap để mà đẩy lens lại, và phải chắc chắn là không có một ánh sáng nào lọt vào lens được nha các bạn. Nếu như mà lens cap của mình nó lỏng hoặc là nó có khe hở gì đó thì các bạn có thể gỡ lens ra luôn và chúng ta dùng cái body cap để mà đẩy cái body lại. Mục đích chính là chúng ta không muốn có một cái tia sáng nào có thể len lỏi vào trong máy ảnh cả. Sau đó thì chúng ta có thể lên phim và bấm chụp đến tấm số 15, đến hết tấm số 15 luôn nha các bạn. Và chúng ta có thể gỡ nắp lens ra và bắt đầu chụp từ tấm số 16 cho đến hết cuộn phim. Sau khi chụp xong thì các bạn có thể unload cuộn phim ra như bình thường và đem đi rửa. Nếu như mà không có vấn đề gì trong quá trình các bạn chụp những tấm ảnh đó, ví dụ như là không bị tuột phim hay là không bị cháy phim bla bla, thì các bạn sẽ có thể có được những tấm ảnh từ tấm số 1 cho đến tấm số 24 hoặc là 36 gì đó. Đối với mình đây là một cái gọi là life saving tip đó các bạn. Và shout out to chú Tèo sửa máy ảnh đã chỉ cho mình cái tip này. Tip number 2. Tip thứ hai này có thể xảy ra trong quá trình chúng ta thao tác ở tip đầu tiên. Thì giả sử như trong quá trình mà các bạn unload cái cuộn phim lại sau khi mà chụp 15 tấm đó, chúng ta unload cuộn phim lại và không may là chúng ta unload hết luôn cái phần phim leader của cuộn phim, và chúng ta không biết cách nào để lấy cái phần phim leader ra để mà có thể lắp vào máy để chụp cho lần sau. Và các bạn cứ yên tâm là chúng ta có cách để lấy cái phim leader ra, có cả free lẫn tốn phí luôn. Và of course là mình sử dụng cách free. Đầu tiên để lấy phim leader ra thì chúng ta cần một cuộn phim khác, và chúng ta sẽ làm ướt sơ mặt dưới của phim leader, sau đó nhẹ nhàng nhét vào cuộn phim mà chúng ta cần lấy phim leader ra. Chúng ta sẽ dần dần cho vào và cảm giác là hai cái phim leader nó đã kết nối với nhau, thì mình rút nhẹ ra. Các bạn lưu ý là mình rút nhẹ thôi, rút vừa đủ cái phần phim leader của cả hai cuộn thôi nha các bạn, để tránh là phim bị expose và bị cháy cái phần phim mà chúng ta chưa chụp. Thì ta-da, chúng ta đã lấy được phim leader ra rồi nè các bạn.
Còn về cách thứ hai thì ở trên thị trường sẽ có bán một cái tool để chúng ta có thể nhét vào cuộn phim và lấy phim leader ra mà không cần một cuộn phim nào khác, thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn sẵn sàng chi để mua cái công cụ này thì mình nghĩ là rất là tiện. Ok, bây giờ là tip number 3. Tip này mình sẽ nói đến cách bảo quản phim. Tip này sẽ nghe có vẻ lạ lạ đối với những người mới bắt đầu chụp ảnh phim. Đó là chúng ta sẽ bảo quản phim vào ngăn mát tủ lạnh. Dạ, nghe có vẻ lạ vậy thôi, nhưng mà thực sự đây là một điều mà nhà sản xuất khuyên chúng ta nên làm đó các bạn. Họ có ghi hẳn ở trên vỏ hộp của cuộn phim luôn đó. Tip kế tiếp mà mình muốn chia sẻ với các bạn, mình nghĩ là sẽ rất hữu ích cho các bạn sau khi mà hết giãn cách và chúng ta có thể ra ngoài chụp ảnh lại. Dạ, cùng hướng về một tương lai tươi sáng thôi nào mọi người. Yes! Quay trở lại thì vấn đề có thể xảy ra là ở thời điểm đó chúng ta sẽ không nhớ là máy nào chúng ta đã lót phim vào và máy nào chưa lót phim vào, và chúng ta cần lót cuộn phim mới vào máy để đi chụp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta mở nắp cuộn phim và trong máy đã có phim rồi? Chúng ta sẽ bị cháy những cái tấm ảnh đó. Hiển nhiên là chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra. Như vậy chúng ta phải check xem trước là trong máy có đã được lót phim hay chưa. Thì đây sẽ là tip dành cho các bạn, tip liên quan tới rewinding phim. Trước khi các bạn nhấn vào phim release button, chúng ta sẽ thử xoay cần tua phim xem là nó có chặt hay không. Nếu như trong máy có phim thì khi xoay chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ làm căng phim ở trong buồng phim và sẽ thấy rõ là nó sẽ siết chặt. Nhưng mà lưu ý là các bạn xoay nhẹ thôi nha, nếu không chúng ta sẽ làm rách phim. Chỉ cần xoay nhẹ là chúng ta đã biết là chúng ta có làm căng phim hay không rồi. Còn nếu mà trong máy không có phim thì chúng ta sẽ xoay rất là dễ dàng và nhẹ nhàng. Tip number 5. Tip này mình sẽ giúp các bạn chọn mua những cuộn phim đầu tiên của mình được dễ dàng hơn phần nào. Vì có thể các bạn mới chơi cho nên chúng ta chưa có hình dung khái quát được là cái cuộn phim này sẽ cho ra cái màu, cái tone màu như thế nào. Thì chúng ta có thể dựa một phần vào cái vỏ, màu của vỏ hộp hoặc là màu của cuộn phim bên trong vỏ đó các bạn. Ví dụ như Kodak thì chúng ta sẽ có Kodak Extra 100, Kodak Portra, Kodak Color Plus vân vân. Thì như các bạn cũng thấy thì những cái cuộn phim này sẽ có vỏ màu vàng, kể cả màu của cuộn phim cũng màu vàng luôn. Bởi vì nhìn chung thì những cuộn phim Kodak sẽ cho ra tone màu hơi vàng và màu ấm. Còn những cuộn phim Fuji thì sao? Ví dụ như cuộn Fuji C200, Fuji Extra 400, Fuji Superior. Và các bạn cũng thấy là tone màu xanh sẽ chiếm ưu thế trong những cuộn phim Fuji. Giờ mình phải nói thêm ở đây, đây chỉ là một cái yếu tố tham khảo để giúp cho chúng ta chọn ra một cái cuộn phim ưng ý. Ví dụ như chúng ta đang đứng ở trước store với rất nhiều loại phim và mình đang không biết chọn loại phim nào phù hợp với phong cách chụp ảnh của bản thân. Chứ không có nghĩa là khi nào chúng ta chụp cuộn phim Fuji thì ảnh cho ra sẽ xanh lè. Màu phim nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là bạn chụp ảnh vào thời điểm nào trong ngày, chúng ta chụp vào giữa trưa hay chúng ta chụp vào golden hours, chúng ta chụp ảnh ở trên rừng hay ở dưới biển, hay là chúng ta chụp phim in date hay là out date, nó đều có ảnh hưởng đến cái màu sắc của hình ảnh cho ra. Yeah, và đây là bonus tip dành cho tất cả các bạn, sẽ giúp các bạn tua phim khi mà chúng ta hoàn thành cuộn phim một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Khi mà mình tua phim những cuộn phim đầu tiên mà mình chụp thì mình cảm thấy rất là lọng cộng, khó khăn, không có thuận tay và dễ bị tuột phim ra và phải tua lại từ đầu. Thì chúng ta chỉ cần làm một động tác đơn giản, đó là chúng ta sẽ xoay cái máy dọc lại và mọi việc trở nên rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần một động tác là có thể giải quyết vấn đề. So that's it you all. Hy vọng là mọi người thấy video này hữu ích. Đừng quên là nhấn like cũng như là subscribe channel ủng hộ mình nha. Điều này giúp mình có động lực hơn rất là nhiều để cho ra những video tương tự như vậy. Cảm ơn mọi người đã xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cheers.